Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 192 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 113 đợt với tổng số khoảng 176,8 triệu liều, còn khoảng 15,2 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 152,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 1 tháng 1, cả nước tiêm trên 616.000 liều. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 139,5 triệu liều, trong đó hơn 70 triệu liều mũi 1, hơn 63,8 triệu liều mũi 2, hơn 1,2 triệu liều mũi 3 đối với vaccine Abdala, hơn 1,6 triệu liều bổ sung và hơn 2,8 triệu liều nhắc lại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 99,5% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là 90,7% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt như sau: miền Bắc là 96,4% và 88,1%, miền Trung là 96,5% và 88,6%, Tây Nguyên là 98,1% và 85,2%, miền Nam là 100% và 92,7%. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên như sau: 44 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 95%, 11 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ từ 90 đến 95%, 8 trên 63 tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ dưới 90% là Nam Định 88,7%, Hưng Yên 87%, Hà Tĩnh 89%, Lai Châu 89,1%, Cao Bằng 89%, Quảng Bình 85,7%, Tây Ninh 88,7% và Cà Mau 88,6%. Tỷ lệ bao phủ đủ liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên như sau: 31 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90%, 25 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 80 đến dưới 90%, 7 trên 63 tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều dưới 80% là Hải Dương 77,1%, Hà Tĩnh 77,1%, Cao Bằng 77%, Sơn La 73%, Điện Biên 79,1%, Trà Vinh 78,5% và Bình Dương 78,9%. Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm hơn 12,6 triệu liều, trong đó có hơn 7,6 triệu liều mũi 1 và hơn 5 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 85,3% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là 55,7% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt như sau: miền Bắc là 82,1% và 47,5%, miền Trung là 75,9% và 38%, Tây Nguyên là 91,6% và 25,8%, miền Nam là 91,6% và 76,4%. 22 tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này gồm Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu, Hậu Giang.